Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp gặp cái vận xui. Nói chung là phải nói là số phận của họ cực kỳ xui xẻo, cực kỳ đen đủi trong cái tháng 4 âm lịch năm 2025 năm. Nói chung là số phận của họ cực kỳ xui xẻo, cực kỳ đen đủi trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 nó Giáp Thìn. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và thưa quý vị, thì nói chung ấy, hầu hết mọi người trong cuộc đời này thì ai cũng đều phải trải qua những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái khổ cực. Nhưng quý vị hãy tận hưởng cái hành trình đó, bởi vì cái thành công bao giờ cũng phải đến từ cái sự nỗ lực, đến từ cái sự vất vả và đến từ những cái sự thất bại. Vì vậy mà quý vị cũng đừng cảm thấy là mình kém may mắn khi mà gì cái thành công nó chưa đến với mình. Đó cũng chỉ là những cái thử thách bước đầu để quý vị có thể có những cái bước đột phá, vươn lên trong công việc, trong cuộc sống. Và chính nhờ những cái thất bại, những khó khăn đó mà sẽ giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và công việc nó cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông hơn. Và các thầy tử vi cũng chỉ ra rằng trong cái tháng tư âm lịch thì cái số phận của 12 con giáp sẽ có hai con giáp cực kỳ là xui xẻo. Họ sẽ gặp phải cái vận đen, đen đủi đeo bám liên miên. Đôi khi cuộc sống của họ sẽ bị dễ bế tắc, làm ăn thì thua lỗ, thất bát là cái điều rất dễ xảy ra đối với họ trong thời gian này. Đó. Vậy thì đó là những con giáp nào và cái vận xui nào sẽ đến với họ trong cái tháng tư âm lịch này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, nói chung cái con giáp xui xẻo đầu tiên mà chúng ta phải kể đến thì đó chính là những người tuổi Dần. Thì quý vị và các bạn biết rồi, tháng 4 đó tháng kỷ tỵ đúng không ạ? Chúng ta có cục diện là tỵ và dần là cục diện lục hại. Nói chung ấy, xét về cái là số tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp thì những người tuổi Dần nói chung là phải đối diện với nhiều khó khăn trong cái sự nghiệp của mình trong khoảng thời gian này. Không phải lúc nào mọi việc cũng được như cái ý muốn của các bạn. Vì thế, thay vì việc than thân trách phận thì các bạn nên cổ vũ bản thân, cố gắng để vượt qua. Bên cạnh đó, cái cục diện dần và tị lục hại ấy, nó cũng cho thấy các bạn dễ vướng phải những cái chuyện thị phi trong cái thời gian này. Những người tuổi Dần thì quá nóng tính nên là rất dễ mâu thuẫn, cãi cọ với những người khác, đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Và trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì sẽ có kẻ xấu xuất hiện. Họ sẽ cố tình tìm cách tung tin đồn xấu không chính xác về các bạn. Tuy nhiên, thay vì nóng giận thì hay là đôi co với người khác ấy, thì các bạn nên là gì? Kiểm chứng lại bản thân. Những cái thành tích các bạn gặt hái được đều là cái điều mà không ai có thể chối cãi lại được. Thì ngoài ra các bạn cũng cần phải nghiêm túc tập trung vào cái công việc của mình, không nên nghĩ đến cái việc hãm hại hoặc là chiếm đoạt công lao của người khác. Nếu mà các bạn có những hành động không đúng đắn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá đó. Bên cạnh đó, trong cái tháng tư âm lịch thì những người tuổi Dần ấy nói chung ấy, lại có nguyệt lệnh lên một đất tử. Vậy nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái cả cục diện, khiến cho các bạn thường xuyên có cái nhìn bi quan tiêu cực về các vấn đề thường gặp phải. Tuy nhiên, nếu không chịu tự mình cố gắng tìm cái động lực cho bản thân thì việc nào các bạn cũng sẽ làm dở dang và dễ bị bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Bên cạnh đó, thì tình hình tài chính của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng không được khả quan cho lắm. Dù là làm công việc gì đi chăng nữa thì cái con đường kiếm tiền, con đường làm giàu của bản mệnh cũng gặp nhiều cái cản trở, gặp nhiều khó khăn, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan do thời vận nó mang lại. Với những người làm công ăn lương thì cái công việc không đạt được cái hiệu quả như ý muốn, nên là mức lương, mức thưởng cũng gần như là không có. Các bạn chỉ có thể dựa vào cái khoản lương của chính bản thân mình, nên là chỉ cần chú ý cái chuyện chi tiêu, không nên tiêu xài hoang phí, kẻo chưa hết tháng thì đã hết tiền. Với những người làm ăn kinh doanh thì cái cục diện tị và dần lục hại ấy, nó cũng cho thấy các bạn sẽ phải đối diện với những cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ.
đối phương có thể sẽ có nhiều cái trò chơi xấu nhằm hãm hại, hạ bệ danh tiếng của các bạn. Vì vậy, các bạn cần phải tỉnh táo để mà nhanh chóng phát hiện ra những cái nguy cơ này. Bên cạnh đó, Nguyệt lệnh nó cũng không ủng hộ, nên là cũng khuyên các bạn phải có cách ứng biến linh hoạt hơn trong nhiều cái tình huống khác nhau. Như vậy thì mới thu hút được nhiều cái đối tượng khách hàng mới. Nếu việc làm ăn mà gặp khó khăn thì các bạn có thể bình tĩnh tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề. Đừng cứ cứng đầu cứng cổ, mãi đi theo cái lối mòn của mình nữa. Cuối cùng dần dần cũng sẽ bị tụt hậu so với đối thủ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 4 này thì cái vận trình của những người tuổi Dần ấy, cả công việc, cả tiền bạc thì đều gặp khó khăn. Nhưng trái với những khó khăn đó thì cái vận trình tình duyên, gia đạo thì lại được gì? Được gặp nhiều được cái sự may mắn và có cái sự phát triển khá là rực rỡ. Nói chung với những người tuổi Dần, trong cái tháng tư âm lịch lãi mỗi cái tình cảm thôi. Các bạn có thể đón nhận nhiều tin vui, cốt là các bạn chịu mở lòng với những người thật lòng ấy, thì sẽ có được những cái kết quả thành công nhất định. Với những người độc thân thì do được cái cát tinh thái âm nó chiếu mệnh, nó phù trợ, các bạn đã chú ý hơn đến ngoại hình của mình và cái cách ứng xử. Nhờ vậy mà dù không nổi bật, các bạn vẫn có thể thu hút được những ánh mắt của những người xung quanh. Bên cạnh đó, nói chung ấy, trong cái tháng tư âm lịch thì các bạn có thể tình cờ gặp gỡ được cái đối tượng phù hợp. Dù mới tiếp xúc nhưng mà cả hai đã có rất nhiều cái chuyện để mà cùng nhau chia sẻ. Các bạn cũng cảm thấy người đó dường như là có cái tâm hồn đồng điệu với mình. Một số người cũng có thể được bạn bè, được người thân giới thiệu cho cái đối tượng phù hợp. Quý vị hãy thử trò chuyện với đối phương, đừng có giữ những cái suy nghĩ tiêu cực nữa. Các bạn sẽ nhận ra những cái điểm hay của đối phương đấy. Còn với những người đã lập gia đình thì cái quan hệ giữa bạn và nửa kia thì rất là hài hòa, ấm áp. Người ấy sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên, tiếp thêm cái sức mạnh khi mà các bạn phải đối diện với những khó khăn. Vì vậy, nếu mà công việc có chuyện gì khó khăn, khó giải quyết thì các bạn cũng đừng ngại tâm sự với người ấy, đừng sợ làm phiền đối phương. Vợ chồng có thể cùng nhau kề vai sát cánh, đó cũng là cái điều mà gì ai cũng mong muốn. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để giúp cho cái vận trình nhân duyên được vượng thì những người tuổi Dần lại luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Thì bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó gặp nhiều trắc trở thì cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi Dần ấy may mắn là nó không gặp phải cái vấn đề nào quá to khác. Tuy nhiên, công việc áp lực, không đạt được cái kết quả như mong muốn có thể là khiến cho các bạn phải bị căng thẳng, bị áp lực, bị mệt mỏi, bi quan. Quý vị hãy tìm cách để giải thoát bản thân khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực này. Nếu không ấy, thì các bạn rất dễ bị stress, gây ảnh hưởng đến cả cái thể chất và cái tinh thần. Quý vị hãy tâm sự với những người đáng tin cậy nhiều hơn, tham gia vào các hoạt động luyện tập thể dục thể thao, tận hưởng cái bầu không khí trong lành và để có những cái giây phút thư giãn thoải mái, nạp lại cái năng lượng. Từ đó thì cũng sẽ gì khiến cho bản thân được thì khỏe mạnh hơn và với cái năng lượng tích cực thì quý vị làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên là những người tuổi Dần. Tiếp theo con giáp xui xẻo thứ hai là những người tuổi Hợi. Thì trong cái tháng tư lịch, tháng Kỷ Tỵ chúng ta cùng diện là Tỵ Hợi là tương xung. Nói chung cái năm 2024 năm Giáp Thìn và cái tháng tư âm lịch ấy thì cái cục diện tương xung nó cũng đem lại nhiều cái tác động tiêu cực cho những người tuổi Hợi, khiến cho các bạn trở nên nóng nảy hơn, bộc chộp hơn, thậm chí là gì vô tình đắc tội với người khác lúc nào mà không hay. Các bạn là những người mà có suy nghĩ nhanh nhẹn, có khả năng ăn nói, nhưng nhiều khi các bạn nói tranh mất phần của người khác, thậm chí là nói mà không suy nghĩ khiến cho những người khác bị tổn thương. Lời khuyên dành cho những người tuổi Hợi trong thời gian này là cần để ý đến cái hoàn cảnh xung quanh và vì cái vị thế của bản thân nhiều hơn trước khi mà phát ngôn. Trước khi bắt tay vào làm công việc gì thì các bạn cũng nên suy nghĩ thật kỹ, chớ có làm việc theo cái cảm hứng nhất thời. Đến khi gặp vướng mắc thì lại gì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng. Nếu không cố gắng làm việc thì các bạn cũng không thể nào mà tiến bộ được. Trên thực tế, nói chung trong cái tháng 7 âm lịch này, trên thực tế trong tháng 4 âm lịch thì vẫn còn một vài cái cát tinh như là Nguyệt Mã và Thiên Vu nó chiếu mệnh. Chỉ cần các bạn tập trung vào công việc, giữ cái thái độ khiêm tốn với mọi người,
không khoe khoang về cái bản thân thì vẫn xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp, và các bạn cũng vẫn sẽ học hỏi được những cái điều mới mẻ từ những người xung quanh. Bên cạnh đó, muốn phát triển bản thân thì các bạn nên đi học nhiều hơn. Đừng có ngại vất vả nhất thời. Mọi công sức của các bạn bỏ ra ở cái thời điểm này thì đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng trong tương lai. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Bên cạnh đó thì cái công việc nó kém may mắn, dẫn đến là cái tình hình tài chính của những người tuổi Hợi trong cái tháng tư âm lịch thì cũng có cái sự ảm đạm. Các bạn không những làm ăn không có lãi mà còn có thể là phải bù lỗ do những cái sai lầm của mình. Thêm nữa là cái cục diện là tị hợi là tương xung, nó cho thấy những người tuổi này ấy, thì thường đưa ra những quyết định vội vàng theo cảm hứng nhất thời hoặc là gì chạy theo cái xu thế, nên là rất dễ rơi vào bẫy của người xấu. Nhiều mối đầu tư tưởng chừng hứa hẹn nhưng mà lại tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ mà các bạn cũng không hề nhận ra. Nhiều người ham vui, thiếu tập trung cho cái sự nghiệp nên là cũng dễ gây ra những cái sai lầm. Quý vị phải tốn không ít cái công sức và tiền bạc để mà sửa chữa. Thêm vào đó, các bạn tiêu tiền cho cái sở thích cá nhân nên là gì? Cái túi tiền ấy vốn đã không dùng dính lại càng mỏng đi trông thấy. Bên cạnh đó, trong cái tháng tư âm lịch thì cái cục diện đại hao nó cũng chính là cái dấu hiệu khuyên các bạn làm những gì thì cũng cần phải tập trung, nên hoàn thành tốt những công việc đang còn dở dang trước khi mà có quyết định sang một công việc mới. Nếu không thận trọng thì các bạn có thể sẽ gây tổn thất một số cái tiền lớn cho tập thể. Tuy nhiên, nếu mà các bạn chăm chỉ, biết mình biết ta, không vội vàng, không nóng nảy, sẵn sàng xông pha và đi xa để học hỏi ấy, thì nguyệt mã và cái thiên vu nó vẫn sẽ đem lại cho các bạn những cái tín hiệu tích cực. Các bạn có thể học hỏi được thêm nhiều cái kiến thức mới, nhiều kinh nghiệm quý giá. Đó là cái tài sản quý giá hơn cả những đồng tiền đấy mà quý vị kiếm được. Thêm nữa, trong cái tháng tư âm lịch ấy, thì cái phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi cũng không có lấy gì làm tốt đẹp, làm tươi sáng. Các bạn cần phải chú ý hơn trong cái cách hành xử nếu như mà muốn giữ những gì mà mình đang có. Nếu đó là gia đình thì quý vị cũng cần phải chủ động giữ cái khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng có quá gần gũi với ai đó. Nếu không làm được cái điều này thì các bạn rất dễ sa ngã và rơi vào cái tình cảnh là tình ngay lý gian, gây tổn thương nặng nề cho những người mình thân yêu nhất. Nếu mà đang trong một cái mối quan hệ nào đó thì quý vị hãy chung thủy với đối phương, đừng có bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ. Các bạn không biết quý trọng những gì mà mình đang có thì sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận mà thôi. Nói chung trong thời gian này thì những người độc thân cũng tốt nhất là nên thận trọng khi mà bước vào một cái quan hệ mới. Các bạn đã quá ngây thơ và tin theo những cái lời lừa, những lời dụ dỗ để nhìn nhận những người tốt kẻ xấu, thì các bạn nên quan sát các hành động của đối phương chứ đừng có nghe theo những lời đường mật. Nhìn chung cái tháng tư âm lịch quý vị nên tập trung vào những lĩnh vực khác của cuộc sống, không nên vội vàng hoặc là dễ dãi trong cái chuyện tình cảm, kẻo lại tự chuốc lấy những cái rắc rối vào người. Những người đã có vợ có chồng thì cũng nên quan tâm hơn đến người thân. Dù bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng nên dành thời gian cho người ấy mỗi ngày. Vậy nên để gắn kết cái tình cảm gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng bên mình ấy, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận nhân duyên, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống. Từ đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi và tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Hợi. Bên cạnh đó, trong cái tháng tư âm lịch thì những người tuổi Hợi nên chú ý tham gia giao thông hoặc là khi tham gia lao động chân tay, tránh làm việc khi mà đang mệt mỏi hoặc là không tỉnh táo, kẻo lại dễ gặp những cái tai nạn bất ngờ ở tứ chi. Quý vị hãy xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học, không nên dành quá nhiều thời gian để làm một công việc nào đó, kể cả làm việc lẫn vui chơi, nếu không rất dễ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, đầu óc thì thiếu tỉnh táo. Nếu mà sắp xếp được thời gian rảnh thì quý vị hãy rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Khi mà có sức khỏe rồi thì các bạn có khả năng làm được bất kỳ cái điều gì mà mình mong muốn, và cái thành công cũng sẽ đến với những người tuổi Hợi trong thời gian này đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp xui xẻo nhất trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn, đó là gì?
Vì vậy trong tháng tư âm lịch chúng ta sẽ có hai con giáp dễ bị vận xui đeo bám liên miên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Dần, gặp cục diện là Dần, tị là lục hại. Cái cục diện lục hại nó gây ra khó khăn trắc trở nhất định cho những người tuổi Dần, kể cả trong công việc, trong cuộc sống. Đó. Con giáp thứ hai đó là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi thì trong tháng tư âm lịch gặp cục diện là tị Hợi là tương xung. Cái cục diện tương xung là án ngữ nó sẽ khiến cho những người tuổi Dần đôi khi bị mất phương hướng, hành động thì theo cái cảm tính nhiều hơn, đâm ra là gì? Rất dễ mắc sai lầm trong công việc và rất dễ gây mất lòng những người khác. Đó là hai con giáp xui xẻo nhất trong tháng tư âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.